Đỗ Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay những ngày tháng 7 2020, cơ sở Đỗ Quốc Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một siêu phẩm, đó là bộ bàn ghế phong cách bộ Louis Hoàng Gia bằng gỗ gõ đỏ, hàng siêu to khổng lồ, hàng đây là hàng siêu VIP, và toàn bộ đường nét chi tiết ở trên cái sản phẩm này chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay. Và như cái mẫu này là cái mẫu mà chúng tôi là sở trường của chúng tôi. Trước nay chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các sản phẩm như này. Đấy, gồm có 6 món thì hôm nay chúng tôi giới thiệu bộ này cũng có 10 món. Thì tạm thời chúng tôi còn 2 chiếc đôn kẹp và 2 đôn ngồi chúng tôi vẫn chưa xong. Và cái bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ Đồng Nai. Anh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân cho tôi. Thì sau một thời gian dài chế tác, hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết và đường nét cái bộ sản phẩm này, cũng như là giới thiệu với anh khách hàng ở Đồng Nai. Còn những khách hàng ở phía xa mà có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình. Mà cái sản phẩm này thì toàn bộ là được làm liền khối hết, vách tựa là dày 10 phân và ván mặt dày 10 phân, được chúng tôi là chế tác 100% từ chất liệu gỗ gõ đỏ được nhập khẩu từ Nam Phi, và các đường nét ở hoa văn ở trên cái sản phẩm này thì chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay 100%. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này kích thước có tầm độ khoảng dài tầm khoảng 2m8 nhé. Trường ơi, cho anh cái điện thoại này cái. Alo, alo, ông đi đón rồi nhá. Ông. Đây. Quý khách đang thấy trên mình đây, cái đoạn này nó về kích thước chi tiết thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi sẽ đưa ra cái chi tiết về kích thước này, bởi vì cái sản phẩm này là chúng tôi là làm đặt theo yêu cầu của anh khách hàng đến từ Đồng Nai. Toàn bộ các trường này chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay hết. Đục thủ công bằng tay. Đường nét hoa văn vô đây là hàng khủng nhá. Đây là hàng khủng nhất của cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và hiện tại chúng tôi đang có các sản phẩm bình dân, giá bình dân luôn, hàng VIP giá bình dân cũng có. Những khách hàng nào đã theo dõi kênh video clip, đã theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi thì có thể thấy được chúng tôi còn có cả các clip so sánh về hàng thường và hàng VIP, hàng khủng giá khủng và hàng VIP giá bình dân. Toàn bộ cái đường nét chân tay này toàn bộ là đục chạm thủ công bằng tay hết, quý khách đang thấy đây. Đường nét đục thủ công bằng tay 100%, đục thủ công bằng tay nó rất giá trị. Các cái mặt này chúng tôi là 10 phân đậu. Đấy, làm dày đậu 10 phân, đủ 10 phân với tấm ván gỗ liền luôn, liền khối luôn. Chân và cái dạ này chúng tôi là đục rất kỹ luôn, đục cực kỹ luôn. Đây là quý khách xem trên màn nhỏ, nếu khách hàng nào đã về thực tế mục sở thị ở tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi rồi thì có thể thấy được. Và rất nhiều khách hàng đã về cơ sở của Thành Luân chúng tôi là mục sở thị đều cho ra những cái lời nhận xét thật là tuyệt vời. Ở phía sau này, phía sau chúng tôi cũng đục chạm rất kỹ luôn, phía sau đục như mặt trước luôn, toàn bộ là đều là tấm gỗ liền hết, tấm gỗ liền. Đó. Và để xuống được cái bộ bàn ghế này thì hôm nay chúng tôi là nhờ ở nhà văn hóa của thôn, nhờ nhà văn hóa của thôn Gia Phú. Ở đây nhà đội ngũ thợ chúng tôi tầm độ khoảng 15-16 người để xuống được cái bộ bàn ghế này, để sắp xếp vào cái bộ ghế này để ra cái vị trí để chúng ta quay. Ở đây, đây mọi người đang thấy đây, chân này đục chạm rất kỹ luôn, đục cực kỹ luôn. Tay này chúng tôi làm giả kiểu giống như da, đây có các cái đường nét gân, và bộ này vân thì tuyệt đối là đẹp, vân này siêu đẹp luôn. Cái vách tựa này toàn bộ là liền khối dày 10 phân hết. Trường này trong cái clip này thì thực sự là chúng tôi vẫn chưa đủ, còn thiếu 4 chiếc đôn nữa, nên là chúng tôi chỉ quay sơ bộ để anh khách hàng Đồng Nai thấy được. Và sau khi chúng tôi hoàn thiện xong cả bộ thì hứa hẹn với khách rằng chúng tôi sẽ có một cái sản phẩm từ A đến Z đẹp từ đầu cuối khi hoàn thiện lên, nó đẹp cỡ nào, nó đỉnh cao như nào. Đây, tất cả cái đường này nét này chúng tôi được đục chặn thủ công bằng tay. Đấy. Chúng ta sẽ cùng đi ra phía sau và mọi người hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu từ chiếc bàn đó, kỹ thuật làm đẳng cấp chúng tôi như nào. Đấy, mọi người đừng quên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm được cập nhật hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi là cho ra mắt và cập nhật rất nhiều các sản phẩm, và mọi người hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông để mỗi khi chúng tôi đăng sản phẩm mới là quý khách hàng nhận được thông báo. Đây, mặt sau này, phía hậu này,
đục rất đẹp luôn, đục toàn bộ là đục thủ công. Đục thủ công, riêng các cái hàng thửa của Thành Luân chúng tôi là nó khác biệt rất nhiều so với hàng thị trường. Đấy, rất đẹp luôn. Và chúng ta sẽ đi vào đường nét chi tiết của chiếc bàn. Đây, cái bàn này chúng tôi quay tạm thời như này. Đấy, bàn này là ván mặt bàn là dày 5 phân là mặt ghép đôi, vì nó tấm rất to. Đây, và cái chân, về cái phần chân khách đang thấy đây, cái độ cong chúng tôi làm nắm rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ đục thủ công bằng tay hết. Đấy, chúng tôi khẳng định đây, cái sản phẩm chúng tôi đục thủ công bằng tay. Đục thủ công, đường nét cái yếm này. Rất đẹp luôn. Về cái sản phẩm này, khách hàng đã theo dõi cái video clip này thì mọi người có thể cho Thành Luân xin một chút đánh giá, cũng như để lại cái ý kiến đóng góp với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi bằng cách bình luận, comment dưới video clip dưới này. Nếu mà quý khách hàng thấy hài lòng hay là không hài lòng với cái sản phẩm này, quý khách có thể đóng góp ý kiến với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để chúng tôi được tiếp thu những ý kiến của khách hàng để đưa ra nhiều cái sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao hơn. Rất đẹp đấy, cái chân chúng tôi đi xoay quanh vòng. Đấy, tiếp theo cái mặt bàn này vân cũng rất là đẹp. Video clip quý khách đang xem tôi quay tại nhà văn hóa của làng nghề mộc thôn Gia Phú, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng, Thành Luân rất mong muốn khách hàng có thể bớt một chút thời gian về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để mục sở thị các sản phẩm được trên. Vâng, chúng tôi xin lại đây là cái bộ sản phẩm hoàng gia. Bộ hoàng gia gồm 10 món bằng gỗ gõ đỏ của mấy khách hàng đến từ Đồng Nai đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất đẹp và rất đỉnh cao. Bộ sản phẩm này gồm có 10 món thì hôm nay chúng tôi là giới thiệu là vẫn còn thiếu 4 chiếc đôn. Thì tôi quay tạm lên để giới thiệu với toàn thể khách hàng. Rất đẹp. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và mọi người hãy đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân và nhấn vào nút chuông để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin tạm dừng video clip ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là khi quý khách hàng có thể đưa ra các đóng góp ý kiến bằng cách bình luận, comment dưới video clip dưới này. Và chúng tôi luôn luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của khách hàng để cho ra mắt được nhiều sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao hơn. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.